cho các bác và anh em một cái bộ dàn karaoke. Hôm nay chúng em sẽ phối ghép tất cả các thiết bị ngày hôm nay này là đồng bộ cùng một hãng, cùng một thương hiệu, và chơi một cặp loa DX13.5 bass 35 và kết hợp cùng nó một chiếc sub hơi 50. Và để chơi được cái bộ dàn này thì em đang sử dụng là một chiếc đẩy liền vang LX68 Pro được tích hợp tất cả trong một. Và phiên bản này đẩy 3 kênh, nhưng các bác có thể chơi được cả sub hơi luôn. Và tiện đây phiên bản màu đen, nó chỉ cùng là một bộ mic không dây. Mời các bác cùng nghe. Có thể thấy đây là một cái hệ thống âm thanh rất là nhỏ gọn và vô cùng hiệu quả. Nhờ sử dụng công nghệ mới đẩy LX68 Pro thì nó được thiết kế là 3 kênh và mỗi một kênh thì công suất rất là khủng. Đây là một kênh cho nó full, một kênh cho nó full bên phải, và đây là chiếc loa kênh cho nó siêu chậm. Và một hệ thống kết nối cũng rất là dễ thôi. Chỉ có một cái đường mic xuống từ trên cái đầu thu xuống cục đẩy được tín hiệu vào. Vâng, rất là đơn giản vậy đó. Cái con này thì được thiết kế nó là size 2.5U. Thì bên trong thì nó được tích hợp tất cả mọi thứ rồi, vừa là cục đẩy, vừa là vang số, giải mã, rồi Bluetooth, cổng quang, đầu đọc USB và có màn hình cảm ứng ở đây. Và chúng ta có thể thấy được là muốn to nhỏ của nhạc thì chỉ cần bấm vào đây và chúng ta xoay cái nút này. Đấy, to lên nữa, to lên theo. À, thích to nhỏ nó trầm thì bấm vào trầm, và thì đây là nhỏ trầm này, để to trầm này. Đấy, rất là sâu và dày lặng lại, đúng không? Với sub 50 như này vẫn đánh thoải mái các bác nhé. Đây là to nhỏ của nhà luôn. Ở đây là to nhỏ mic. Ừ. Chúng ta thấy nhỏ mic, ở đây to mic. Đây là van. Tùy theo các bác. Ở trong này thì cài sẵn chúng ta rất nhiều các chế độ hát nữa. KTV1, B900, rồi DJ, rồi KTV2, vân vân. Các chế độ nghe nhạc và hát khác nhau. Có thể chạm mừng cảm ứng các bác nhé. Có thể tinh chỉnh tiếng riêng các đường sub riêng. Đấy, chúng ta có thể chỉnh tần số, các tần số, rồi nâng giảm biên độ vân vân. Đấy là dành cho nó siêu trầm, rồi mic cũng vậy, rồi nhạc cũng vậy. Đấy là dành cho anh em làm thích căn chỉnh chuyên sâu, chế độ khóa trẻ em vân vân. Chọn các đường tín hiệu của vàng. Tất nhiên có điều khiển từ xa và thiết kế của nó cực kỳ sang. Đây là phiên bản màu đen các bạn nhé. Còn phiên bản màu vàng nữa, tùy theo lựa chọn các bác. Chế độ thì rất là uy lực. Ngay sau đây thì hát tặng các bác và anh em một bài hát nhé. Bài hát rất là quen thuộc, bài hát Hoa Nở Không Màu, hát trên bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Em sẽ to nhạc lên tí. Mic đây. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ, chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thầm thương, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ dưng dưng. Tìm người ghi ức cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại chớ vơ đứng giữa người đại độ toàn vỡ, mãi chỉ nằm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi cho em đến hoa ngờ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo yêu
các bạn và anh em đã nghe trải nghiệm được cái chất âm bộ dàn cao kê ngày hôm nay bằng tất cả các thiết bộ các thiết bị ngày hôm nay là em đang phối ghép là đồng bộ của một hãng của một thương hiệu Vivo của Mỹ. Đây một trong những công nghệ âm thanh phải nói là rất tiên tiến và tạo ra cái chất lượng âm thanh rất tuyệt vời, và đặc biệt là em đang phối ghép là đồng bộ cùng một hãng luôn, từ loa trầm rồi đẩy lên vang và mic không dây đều là cùng một hãng này, và tất cả sản phẩm là nhập khẩu chính hãng chính ngạch và được bảo hành chúng ta trong vòng 1 năm. Và tất cả những sản phẩm này thì chúng em đã lắp rất nhiều những phòng hát kinh doanh rồi gia đình, những phòng hát VIP đều cho cái trải nghiệm âm thanh rất là tuyệt vời. Và với đặc biệt công nghệ này thì chúng ta mang như một cái giảm hát như một cái sân khấu về nhà vậy, và với thiết bị thì nó rất là hiệu quả, nhỏ gọn và rất hiệu quả. Và đây là những cái công nghệ hiện đại nhất bây giờ đã giúp cho cái người dùng là chúng ta không cần phải quan tâm đến vấn đề về căn chỉnh, phối ghép và điều chỉnh như nào nữa. Tất cả mọi thứ đã được setup sẵn, tinh chỉnh sẵn cho chúng ta rồi. Âm thanh cực kỳ chuyên nghiệp và sành điệu. Địa chỉ chúng em tại 107 Trường Lâm, Long Biên, và rất hân hạnh được phục vụ các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.